Tiếp theo thì cũng giới thiệu các bạn là cái con này là của Tetsubazo ha. Mark Enzabel ha. Thép không rỉ nguyên cây kìa. Thép không rỉ nguyên cây. Của Sakai ha. Mark Enzabel ha, nó có nguyên hộp vậy luôn nha. Đó. Này cũng dùng để băm và chặt á, thì chặt nhẹ thôi nha. Chặt nhẹ thôi. Có nguyên hộp nha, này full hộp. Thì chiều dài của con này là 2.5, bản 93 dày 2 ly từ cán ra tới mũi luôn nha. Ta tới đây nè. Chiều dài là 2.5, bản 93. Trọng lượng dày 2 ly, trọng lượng là 310 gram. Cái đường hamon nó làm rất đẹp, hàng mới chát. Khâu là khâu kim loại, nó bịch kim loại luôn, bịch kính luôn ha. Đây có một cái chốt bằng thao ha, cán gỗ nha. Cũng rất là bén nha, con nào cũng bén hết. Mắt Isaben trên này ha. Hàng này thì mình bán con này là 900k nha. 900k. Hàng mình là có phí vận chuyển nha. Rồi bạn nào chốt thì chốt mã C2 900k ha.